Thưa quý vị, sáng nay, quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quận, ngày 23 tháng 1 năm 1997, ngày 23 tháng 1 năm 2022. Dự buổi lễ có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Cách đây đúng tròn 25 năm, quận Liên Chiểu chính thức được thành lập trên cơ sở ba xã Hòa Minh, Hòa Khánh, Hòa Hiệp của huyện Hòa Vang. Đến nay, quận Liên Chiểu có 5 phường, Vương Bình trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh, là đô thị loại một đầu tiên trong các quận huyện của thành phố. Kinh tế của quận không ngừng tăng trưởng cả về số lượng lẫn quy mô đầu tư, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16,8%. Diện mạo đô thị của quận được hình thành nhanh chóng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại nhiều dự án mang tính động lực, trọng điểm, quy mô lớn hiện tại được đầu tư. Lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đầu tư mạnh mẽ, bước đầu hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích đáng tự hào của quận Liên Chiểu trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Nhấn mạnh, quận liên Chiểu nói riêng và thành phố đà nẵng nói chung đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị cán bộ nhân dân quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong đó cần chú trọng công tác xây dựng đảng phát huy hiệu quả mô hình chính quyền đô thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng quận thông minh nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn động về quy hoạch môi trường để nhanh các tiến độ dự án trọng lực trọng điểm tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội sau dịch bệnh COVID-19.